Hello anh em, mới hoàn thành nữa rồi các bạn. Má nó mệt mỏi cuộc sống rồi, má nó mệt mỏi quá, má muốn nghỉ mẹ luôn rồi. Còn má người sao rồi, hôm bữa nó ép mình, ổ má lấy điện thoại mình cho nhúng nước, ổ buồn gơ luôn, buồn bực luôn, muốn nghỉ luôn rồi, cuộc sống mệt mỏi quá. Bây giờ, à quên, còn tiếng nó hụt, lấy mũ mình đập đập, buồn gơ không biết nó sao á. Bây giờ mình sẽ nghĩ gì ta, nói gì qua mẹ không? Nhớ rồi, còn bây giờ, giờ quốc trời là quốc trời kìa thêm bỗng trời có thêm sao ta thôi đó rồi thôi quốc người anh em cứ xuyên thêm hết clip sẽ biết làm sao nha các bạn, cho bàn vàng nói đủ các bạn dùm dòng đâu các bạn cũng không hiểu đâu đấy nha các bạn, xem hết clip nha các bạn. Trên đôi cánh tay hoa đời em quay phúng dây thơ ấy còn mơ đến khi em thơ. See the light inside you, brighter than the sky. Alo anh em, ông Tiến, ông đi đâu? Khỏi thấy đâu. Ông sơ hở chứ mình đâu. Ông đỡ lại cái điện thoại, Mình, ông vừa ông hóa nói mà không có như vậy. Xong. Bấm đào lên ngủ mày. Sáng rồi thôi. Món nhỏ nào vậy? Mình là nhóm gì ha? Giờ mình nhắn tin cho ông Phúc với thằng Lên nha. Với ông Phúc một viên. Đâu. Nhắn này. Phúc. Mua bia. Mua bia. Số nhà anh. Nhà anh. Nhậu liền nhé. Đúng không? Liền nha em. Rồi gỡ. Rồi để chạy. Nó ok rồi các bạn. Mấy giờ mình thở quen lên. Nó xuống liền. Đồ mấy cho nó đỡ lâu. Xuống liền. Rồi ok. Đây. Không đâu các bạn, không đâu. Làm thấy không? Ok đó, đỡ hiểu, thấy chưa? Chỗ hai tin nhắn đã đẹp. Bây giờ mình xóa hai tin nhắn cho đỡ mới phát hiện được ông Tiến chữ trách. Rồi xong, rồi một phút đây đúng không? Xóa luôn. Đây, đã xóa. Rồi mình coi như không biết chuyện gì nha các bạn. Đặt lại, từ. Đâu. Thằng đứa giờ này chưa xuống làm quá. Biết nào. Tiếng.
khảo chứ, anh kêu mua bia mà. Anh chính biết em kêu mua bia mà, nhậu chứ. Ông ngoài baby đi anh chàng. Ông ngoài baby đi anh chàng. Bia gì? Anh chính biết em kêu mua bia vô nhậu phút mà. Cái đồng ngoài cái cùng chàng. Còn cái nhắc này, đây. Nhắc à? Ừ, đây. Anh kêu mua bia em về nhậu mà, đây. Mua bia xuống nhà anh nhậu. Phúc nè, anh thấy không? Nhậu nhì. Phúc mua bia xuống nhà anh nè. Nhậu ly nè. Thì nhắc qua ai nhiễm anh tiếc mà ai nữa. Đi làm sao vậy? Đậu ngang kêu mua bia bị khùng sao vậy? Quá? Đây thì nhắc đây. Có lấy, thở lo thứ nè. Nghĩ sao vậy? Đồ anh xuống kêu mua bia xuống nhậu rồi giận giỡn sao vậy? Đồ giận giỡn với anh kêu mua bia nhậu mà nghĩ sao vậy? Nhậu thì nó có màu gì không? Đâu ngoài tao nhắn tin mày nào, mày nhìn tao nhắn tin mày nào. Đây nè, nhưng mà anh thấy không, tin nhắn nè, máu nè, 15:12 nè. Đủ mấy con chó rồi, số tin nhắn của tao với mày đâu. Đây nè, 15:12 nè, 15:20 nè. Tao biết rồi, mày đứa là số miệng nhắn của tao với mày đâu vậy. Mày biết rồi, để giờ nó nhà mày cũng thôi. Đủ mày tao, để tao có kêu điên, đủ mày chưa làm mà nhậu. Tao nhắn tin em kêu mua bia mà, giờ mua rồi chứ để nhậu. Mày cùng nghe đụng mày chưa làm mày nhậu điên nè, nhậu. Giờ ai nhắn điện thoại anh mà ai nhắn. Tao nếu có nhắn mày bị điên xẹt. Tao không có nhắn, tao muốn bất ngờ này, con phải nhắn tao nói làm đi mày. Bây giờ chuẩn đi. Mày cùng nghe mày đâu mày ai đâu mà đi nhắn tin mày cùng nghe đụng mày ai đâu chứ. Mày nè cái bàn nào kia vậy. Ai biết. Lên xuống rồi nè. Lên mua gì vậy. Mua chi nè. Nhậu gì vậy. Anh nhắn tin lên nữa mà. Đậu mày tao nhắn tin nè đó. Tao nghĩ tao nhà cái mày nhắn tin nhà tôi rõ nè, kêu mua đồ đi. Nó gọi em chứ em kêu có đấy mà. Còn sáng tao đã nói rõ là đậu mày chiều này làm biết cho tao mày nhậu bị khùng thế. Để cho ông nhắn tin vô chơi. Nãy mày gọi tao nói tiếng gọi là chỉ tin mày thôi. Tao tin nói tao tin cái đồ đi điên ai đâu mất giờ nhậu hầu tao làm cái nhậu nhà. Còn núi quét còn ai núi nhà. Nhưng mà giờ tự nhiên cái messenger của anh nè. Ông nhắn này lên mua đồ đi mày đi mày tao. Cho tao coi thôi, tao đi nhắn mày thôi. Có đủ tiền hết nè. Có chuyện liền nhé đây. Kêu em mua bia rõ ràng mà giờ kêu có. Dạ, rồi bia đá em mua hết rồi. Mày chứ đủ mày đi nhét của tao với mày. Phúc đưa số hết mẹ đâu. Thì bỏ của anh mà giờ mua ai biết. Cái dòng dàng lẽ mua rồi gì à. Ông quất đâu mẹ xuống đây giờ ông đâu bắt đầu. Tao quất xuống không? Đủ mẹ xuống người tao nãy giờ mà sao có. Ông đâu bắt đầu. Nhưng mà cái điện thoại của anh mà. Của anh mà sao ông bấm. Mẹ ông có đúng bấm. Đủ để nói tao có cái tiền đâu mà rung. Sao cái đầu dưới. Cái này là ông cho mình không? Nhưng mà điện thoại của anh sao ông biết không? Không, không. Sao mà biết đủ ông khấu tay cái chỗ ôm mà gạch. Ông đâu chưa? Ông đâu chưa? Ông đâu chưa? Ông đâu nè? Đấy tay là ông đâu? Sao đổ mấy đeo đeo điều với em đeo nó nói ngày đó nó kêu phấn anh em mình đổ mua màu mua bia hồi đấy mua màu có nói mày có nói tao mày điện cho ông nha này giờ biết gì hết mày điện cho ông xuống rồi để đi ông mới nè mày nhà ra tao ông tụi bay đâu sao chưa xuống làm đây. Đồ của anh ấy chung là... Tại nhạc một chút ghi rồi á. Má này nó gục với mày thôi. Giỡn cái gì chơi. Tìm kiếm nè, áo gì. Alo. Đang đâu vậy? Bây giờ đang đâu vậy? Đang nghiêng này đó. Nghiêng nào? Nghiêng nào nhưng được đặt ấy. Nhầm em. Cái đồ mấy. Anh chạy về em nói chuyện này. Anh chạy về tao đây. Chạy về gấp đi. Nói gì vậy đang ngủ đây tao nói vậy. Thì chạy về anh cùng coi là một trường nhóm không? Đâu tới vậy nhờ, chuyện dưới. Bận gì à, cũng có gì rồi ta. Đồ má bận gì đây, đồ quá. Ở tiếp. Tiếp rồi, ai chứ rồi. Đây là máu nhờ, anh có cầm thử em không? Cầm thử không chi? Đồ mày cho xóm này sao, trong nhóm này thằng lên Phúc bị nhắn tin về đủ nhậu sao, anh không bị. Ông không phải chào đấy. Vô anh vô chị nhắn ơi. Đấy này. Đi là chào đấy. Ông đi là chào tự nhiên tôi như đâu. Để nhắn tiền bảo nhắn tiền tôi ông đâu không bỏ ông bỏ ông nè. À ông đi có bỏ không. Ủa. Ông đúng một bài áo không bài áo không bài áo không. Cái gì tôi nói ông đó là gì chứ vậy. Đó tiếp. Ông nghĩ sao vậy. Thì là. Thì đúng đâu, tao nhắn tin cho mày cho một phút mà không có ông là sao không có được, là không có được. Sao đủ miệng mình có mà không có. Bây giờ anh coi cho em đúng không? Mà khấu tôi ngon tiếng tôi không biết. Mà giải vậy không có nè, biết quá cái mặt không có tao đâu. Đúng đây. Đây đây, giờ anh giả bộ anh bỏ tôi em có được không? Không. Mới dài ra đâu đúng rồi mà. Đúng rồi, mày dễ vậy mà. Vậy mà anh đâu. Anh không dài đâu, chặt đâu. Anh đi bây giờ anh kêu một bia xuống, anh uống cho hết một mình anh này. Tôi chơi cho, sao giải vậy. Ôi chơi vậy, ôi chơi vậy, ôi chơi vậy.
hết chuyện biết. Thôi à. Chứ ai lớn rồi mới lớn giỡn nữa em tao làm nó vơ đầu thì anh với ai đi nói đủ mày chứ ai nữa bây giờ mai ai đâu bây giờ này cho anh nói nhạc tiếng mà ăn tiếng không bây giờ thôi bây giờ im bây giờ mình hãy dùng xin đều xin lỗi luôn cái thành cái đầu cao tắc này đúng rồi tại vì sao đủ mẹ nhắn tin cho mày phút bằng có không ờ đúng nè tại sao tiếp đòi nào ông mẹ tại sao hồi nãy ông vô nhà tao mà giờ ông lại xuống nhà nghiêng sao chạy nhà nghiêng đi lớp làm gì anh có tập cho mình mẹ thôi đi nhà ông là ai rồi làm cái đấy à tôi có biết mà không có tiếng đâu mẹ nói rồi vợ em tiếng anh lúc nào tiếng nào có tụi anh cũng là sắp cầm gì đâu cái máy tính của tao gì hồi nãy đúng là hồi nãy lúc mà tao đi á là tao bỏ cái máy tính ở dưới thôi quẹo vậy là ông nhắc đi mình mấy vì mấy mấy tính của tao này cái đầu cầm cái gì uống hết bia uống hết bia cầm đây ta cầm đây uống hết bia luôn đầu hả uống hết bia uống hết bia hết nè đây là đang quất không đâu còn đây gì đâu mà quất này tao còn anh em bị nổi với giới rồi ba biết không giỡn anh biết phúc mua bia đúng không vậy thôi mới cho rồi em biết tôi đốt thằng nào nó lấy điện thoại tôi bỏ nó luôn ui giờ bia này đấy đi để tôi vẫn kèn cái đó là anh quất vậy đấy sao tức quét đầu á còn biết rồi mẹ em còn chứ rồi giờ mua biết đâu sao đây anh đẹp cái quay lại nhanh cái quay đẹp chỗ nào lấy ra nhanh lên giờ nào mua bia uống không bây giờ tôi chẻ không nữa tôi chẻ lại ngồi bên kẻ chẻ mua đấy mua đấy thì đấy tôi mua bây giờ tôi chẻ lại cái quay anh đi cài đâu lấy xuống đây lấy đây còn oxy sao oxy sao oxy chẻ ấy oxy đồng anh nghe chứ anh em nhớ này nói vậy anh không tôn trọng em, anh coi là một cái thằng gì đó anh đúng rồi. Đúng lớn coi đầu giỡn 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 nói vậy sao đậu mẹ cũng coi biết đây anh rất tiền còn chị em chịu mai đi mình nấu sao không tiền em nói tôi còn đang chọc tôi đưa mà tôi không bớt đâu đầu giờ nói chung là không có nhiều anh đưa tiền cho mà ta một món có thể là lấy lượng anh diệt hơn nhớ anh em ta giấy bày cũng tốn luôn thì vừa này tính cầm anh gì mẹ ông đỡ tôi nói ngay cầm gì bây giờ đừng có nói mày đường gạo bánh đây để về nếu nói ngay buồn mấy vậy á rồi đi chồng nó tức lớn rồi tao giải biểu thôi giờ dài lâu quá anh em mình chưa nhậu tôi cũng muốn chưa làm mà nhậu tại sao anh em mình chút nữa nhậu tôi muốn khao anh em bữa khao ơi sao giải quyết đấy không đưa về với em sao lẫn lùng tiếng sao đụng được không để ra sao không chịu khao đánh cái thùng bia đi thì đâu có kéo xây đồ quá không đó, đó, tiền không luôn thùng bia cho mốt được cái này mày sáng lẫn lương rồi giờ lái nữa bây giờ thùng bia tiếp với tiền anh đảo đảo rồi miền trăm ngày có trăm đi cảm ơn nha làm vui mà ông có cho tôi không hay làm vui không vậy làm vui đỡ tốt luôn anh em mình nhậu vui mà gì đâu vậy anh em để sao tốt tốt nhậu ê làm sao mình nhậu chứ tôi muốn anh em chung vậy nói giỡn giỡn nói nghe nói nghe lâu rồi anh em lâu rồi các ơi nhập con vậy lâu ngày anh em cho anh chút thêm một chút tiền nữa nhá tờ ra được ta buồn được đủ anh tướng anh tiền tôi tức nãy giờ tôi đưa ông 200 mà đầu không chén cho mà đưa hai cái buồn ở đường không chém ngàn hai trăm một đầu cái này quất đầu này quất một tràng nào quất đủ mét không lên mà tao bảo là đeo cho tao hết không đánh hồi đấy anh em mình tạm biệt anh em ra đi Được không? Không đụng quá lên tốt cả anh nghe. Không tới hết. Đâu? Đâu? Chỗ nào là tôi cách cũng phải đâu. Đồ quá. Đâu? Đồ thần tí đâu hết vậy? Quần anh em cứ cái này mà ré đụng cái gì vậy? Bye bye. Bye bye. Đâu là mấy mấy là ta chưa thấy luôn. Được đấy. Ồ, cái đồ điện luôn á. Thấy không? Thấy không? Hai anh chim đang bị thợ xanh đánh đó.